Rồi xin chào tất cả anh em đang theo dõi clip của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ đưa anh em tới một hòn đảo ở một tỉnh giáp ranh với Thái Lan của đất nước Campuchia nha. Nè, ở đây là con sông này, là nước mặn nha anh em, nước biển nha. Rồi hồi nãy là có một chiếc thuyền đưa anh em mình tới đây đến nút lùm. Bữa nay mình sẽ cho anh em theo dõi một clip săn bắn con cu xanh nha. Đây, mình cũng chưa biết kết quả như thế nào, nó mới ngày đầu tiên đặt chân tới đây thôi anh em à. Rồi còn anh em muốn biết kết quả thế nào thì hãy theo dõi clip săn bắn của mình ngày hôm nay cho đến hồi kết thúc nha. Đây là những gì mình thu. Nói chung là ở đây cái địa điểm ngồi cũng khó khăn lắm anh em à. Ở đây cặp mấy sông nước mặn với một phần toàn hòn đá không à, chỗ mình ngồi đá khập khiễng, ngồi nó không được thoải mái cho lắm. Nhưng mà biết tại sao, bây giờ trong rừng mà mình ngồi ở đây mình kích qua cái ngọn cây đằng kia, xa thì xa tầm 35 mét thôi nè. Hôm nay mình đi với cây Kono U nha, 5.5 kẹo slot. Đây quay thì hình ảnh không được chi tiết cho lắm đâu, tại vì mình ngồi quay, đứng thì đứng không được. Rồi và những gì mà mình làm hôm nay mong là sẽ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho anh em theo dõi nha.
Hello, ok. Chào tất cả anh em nha. Mình là Cambodia Hunter Bobo. Hôm nay mình đi qua đảo, kiếm cô xanh. Ok. Hồi rất là sáng sớm, còn rất là sớm luôn, mới 4 giờ mấy mình đã thức dậy. Qua tới đây là 5 giờ mấy, 5 giờ 20. Có chiếc thuyền Bobo đưa mình tới đây, bây giờ thì ảnh gì rồi. À, sáng giờ mình cũng đang rất là được, tổng cộng cũng 7 con nha, nhưng mà mình chưa có đi lụm được. Nhưng mà trong số 7 con đó là có 2 con mình không kịp bấm máy bay á nè, rất là tiếc anh em ơi. Cua xanh đã đáng tầm này chứ không xa đâu nè, chỉ có 35 mét thôi. Đó là từ bên đây qua qua cái ngọn cây là kia đó, 4 ngọn cây ra đây. Đó, bên đó mình đem được 7 con, còn 1 con đó mình đem bên đây nè. Bên này nó rớt xuống ngay dưới góc này. Cái bụi này á, thì nó ít là đậu lắm, thôi mình không có sợ nó nhát, mình đi lụm liền được. Còn 7 con kia thì để khi nào mình về mình đi lụm thì mình sẽ quay lại cho anh em xem nhé. Còn thôi bây giờ anh em mình bắt đầu đi lụm con này. Giờ này cua xanh nó vẫn còn đi ăn như này, nhưng mà nó hơi nhát làm sao, nó không có đậu ở đằng này, nó đảo đảo hôm nay mày, nó đi lần nguyên một bầy á, ít
ít nhất cũng ba mấy bốn chục con nữa. Cái đó gọi là ít đó, ít nhất đó. Hồi nãy mình cũng có bên sắp ngay đây một con nữa, nhưng mà nó không chết anh em ơi. Tại vì kính của mình nó quá dở. À, khi ị gỡ đó, cái tâm nó quá mảnh. Trong cái bụi cây đậm như vậy nữa là mình đâu có rõ đâu. Con sóc chỉ có điều là bêm trúng đầu sao đó, mới chết. Còn con hồi nãy mình bêm trúng người nó, trúng mình đó, nó không chết rồi. Ok nè, đây rồi. Máu rồi. Còn một sóc mình bên cũng thấy nó rớt dưới góc này luôn rồi nè, nhưng mà xong cái nó chạy, nó vẫn là sống. Tại kính mình nó không có rõ, tâm nó nhuyễn quá, mình bên không chuẩn. Con này kêu qua người xong rồi cắn mình đây. Con này nó cũng có cái cành cây rất là to che nè. Nhìn nó cũng không có được rõ cho lắm đâu. Cũng đây hơn. Bèm được con này cũng hay vậy. Cầm, phải nói là cầm thương hơn nữa nè. Ok. Vô từ góc cánh bên nào tìm nhầm chứ, vô từ dưới này xuyên lên trên này, tại vì mình đem góc dưới lên là tầm 75 độ. Rồi nha, bây giờ trời cũng đón là tháng đúng rồi nha. Con cu xanh nó không có lại động nữa. Thôi bây giờ anh em cùng mình đi lượm nha. Ba nhóm bang tầm tầm còn lại con bon xô nó đi phi phi là thằng khéo nó buôn. Đó lần này thấy nhóm là trong mui ngay nó mui nó bằng học tập mạp chiếm trong nó thắng rồi. Ủa đau mất nè. Ủa nỉ mui chết nó còn phi nó còn nó ngỏ phi nó bằng nó còn thử sơ nó và nó mui sẽ đâm lại luôn. Bay phi bay tầm nhau quá như mươi đấy quê đấy. Đã phê được rồi thì phi này. Bò bò mưa có thứ bảy nắng thật muốn mua tao bán nhau. Rồi mình bắt đầu đi gom nha anh em. Đi gom chiến lợi phẩm. Anh đi lùm kiếm nãy giờ đó ở đây mình. Mình mang dậy mình không xuống được nè. Chứ không phải là biến gì. Để cho anh xuống lùm. Còn tích xa đằng kia 6 mấy mét, 6-4 mét. Nhưng mà địa thế địa hình trong rừng 6 mấy mét thấy xa lắm anh em ơi.
mà không phải là dễ bêm đâu, tại vì lá cây nhánh cây là rất là nhiều, mình bêm là mình bêm xuyên qua cái nhánh nhánh cây này luôn á, lá cây này luôn, tại kẹo mình kẹo sấp mà. Đó chiếc xuồng của mình anh em, nước rút rồi. Ở đây đá hay là xinh trời. Em nhìn phong cảnh nha, đó bên kia là núi, nhưng mà hình như là người dân ở đây người ta cũng đang khai thác. Hồi sáng khi mà mình vừa mới tới thì nước lớn lắm anh em, đâu có thấy bãi cát còn đó đâu. Bây giờ nước rút lại có bãi cát. Rồi bây giờ thì mình cũng đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi hết rồi, chuẩn bị gì anh em? Ok anh em nha, rất là cảm ơn anh em đã bỏ ra thời gian quý báu của mình theo dõi video clip cũng như đã đăng ký ủng hộ mình.